Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vũ trụ trong đầu số tiếp theo của chúng tôi. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh podcast của TikTok, YouTube và fanpage của Mi Podcast. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt trong những số trước và hiện tại đang theo dõi chúng tôi trong chương trình này. Tôi là bác sĩ Trung Nghĩa, đến từ Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn và ngồi trong trường quay chúng tôi ngày hôm nay là khách mời rất đặc biệt và dễ thương mà mọi người đã có nhiều lần quen trong số trước, đó chính là chị Phan Tường Yên. Cảm ơn Nghĩa. Xin chào tất cả các bạn. Tường Yên hiện tại đang là giám đốc đào tạo và phát triển các dự án tâm lý tại Sài Gòn Sci Hub. Và chưa bao giờ nghe Nghĩa khen đặc biệt và dễ thương cho nên không thể không cười được. Xin các bạn thứ lỗi. Và cũng có một niềm vui là Nghĩa và chị biết nhau cũng hơn 10 năm từ khi mình học chung trường cấp 3. Đúng. Nhưng mà mãi sau này khoảng cỡ 3 năm gần đây mình mới thực sự có những câu chuyện có thể làm chung từ dịp dịch Covid. Là dịch Covid thì chị Yên và cùng Nghĩa cũng có những cơ hội để cùng làm những webinar để cung cấp kiến thức về tâm lý và tâm thần cho cộng đồng. Mời chị, chỗ này ốc phần quá. Thì hôm nay mình ngồi lại với nhau hơn nhân dịp cuối năm. Mình cùng có một ly nước, mình cũng uống với nhau. Cái này là ly rượu mà. À vậy hả? Thì mới biết luôn á, mọi người lừa em. Thì sẵn cái cú lừa này mình sẽ có dịp mình trò chuyện với nhau về ngành. Ok, quý vị nếu mà có câu hỏi nào mà Nghĩa hỏi khó quá thì thay vì trả lời mình sẽ uống hết ly rượu này. Không, là chưa có hết ly cho tới cuối chương trình nữa nè. Hy vọng vậy. Ra đủ can đảm chưa? Chưa hỏi câu nào mà đã uống hết hai ngụm rồi. Ok, đủ can đảm chưa? Ok. Đầu tiên rồi. Hồi nãy trong số trước á, chị Yên và anh Tuấn có trao đổi với nhau rất sâu về câu chuyện những cái dự án cộng đồng. Thì có mục tiêu mà mình thấy chung của những dự án cộng đồng, có nghĩa là dùng để cho mà mọi người ở trong cộng đồng có thể hiểu biết thêm về vấn đề về tâm lý tâm thần, nhận ra bản thân có vấn đề, người xung quanh có vấn đề để hỗ trợ cho họ tìm kiếm sự giúp đỡ. Như vậy thì chúng ta lại gặp phải những cái khó khăn là khi mà có nhiều người nhận ra vấn đề và người ta tìm kiếm sự hỗ trợ thì nó lại gặp cái câu chuyện là liệu rằng cái hệ thống y tế hoặc là hệ thống chăm sóc sức khỏe tinh thần có đủ lớn, có đủ thích hợp để mà chăm sóc cái khối lượng bệnh nhân lớn như vậy hay không. Thì theo chị Yên thì cái câu chuyện đối với ngành tâm lý chẳng hạn, hiện tại thì cái thực trạng như thế nào? Chắc là trước khi trả lời câu hỏi của Nghĩa thì Tường Yên cũng phải xin phép chia sẻ với lại các bạn khán giả, thì chắc đây là sẽ là những cái chia sẻ trong buổi ngày hôm nay thì nó sẽ mang tính trải nghiệm cá nhân của Yên trong ngành, chứ không có dám thay thế những cái tuyên bố hay là tuyên ngôn nào đó, nó mang tính đại diện chung cho các anh chị làm nghề khác. Chị quan sát thấy giống như là trong cái chia sẻ số trước với lại anh Tuấn. Đúng. Thì có một cái mà mình không có chối từ được là rất là nhiều những cái đơn vị khác họ đang đào tạo ngành tâm lý, là cái nhu cầu của nó rất là cao về mặt nhân lực, đúng không? Và cái nhu cầu các bạn học và hiểu và tìm hiểu thêm về tâm lý nó cũng đang gia tăng. Có nghĩa là một cách nào đó mình sẽ thấy có một cái tín hiệu là cái sự phát triển của ngành rất là rõ rệt. Tuy nhiên vấn đề mà mình đặt ra nó cũng rất là hay. Yên cảm thấy cái nhu cầu mà mình tìm đồng đội á, rất là nhiều. Nó đang gia tăng và thực ra anh không có dám dự đoán được là trong vòng 1 năm, 2 năm hay là 3 năm tới nhu cầu này của mình nó sẽ như thế nào, mình có đủ đáp ứng những cái đòi hỏi từ phía cộng đồng hay không. Tuy nhiên là thật sự là có những cái tín hiệu rất là đáng mừng, tại vì có những cái làn sóng các bạn đi du học ở nước ngoài được nhận cái tiếp nhận cái đào tạo chuyên môn về lĩnh vực tâm lý học, có thể là các bạn làm lâm sàng, có thể các bạn làm tham vấn, có thể là các bạn làm nghiên cứu, cũng có thể là làm các cái mảng công việc khác về tâm lý giống như Yên là làm các cái chương trình tâm lý, những cái hệ thống hoặc là IO là Industrial Organization Psychology, tâm lý dành cho doanh nghiệp, dành cho bối cảnh công nghiệp. Thì thật ra từ chia sẻ của chị Yên ấy, thì Nghĩa mới biết rằng là hồi trước giờ mình cái hiểu biết mình nó chưa có nhiều. Tại vì trước khi biết chị Yên thì Nghĩa cứ nghĩ rằng khi mình là một bác sĩ tâm thần, cái người mà mình cộng tác nhiều nhất là tâm lý gia. Nhưng mà thực sự đó là tâm lý gia lâm sàng thôi, nó là một nhánh trong những nhánh của ngành tâm lý học. Thì như chị Yên kể hồi nãy có vẻ là tâm lý học cũng rất là rộng, đúng không? Và sẽ có những người sẽ là tâm lý học, họ sẽ thực hiện những dự án để cung cấp kiến thức và hỗ trợ cộng đồng. Thì đó là những cái mảng rất là quan trọng. Như vậy khi mà chúng ta nói về thực trạng ngành thì có lẽ là đang phát triển với một cái sự đa dạng.
Nhưng mà có vẻ như mà chính cái sự đa dạng đó nó lại dẫn tới những cái khó khăn đối với thân chủ, đối với bệnh nhân khi mà họ cần tìm kiếm thì họ sẽ gặp bối rối, họ không biết tìm kiếm nên tìm kiếm ai hết. Ví dụ bây giờ nghĩ đã từng có một ca trường hợp là đợt trước thì có một bệnh nhân đến khám, thì đó là một cô trung niên khoảng 45 tuổi rồi, có cạo đầu trắng trơn và đến với một cái khí sắc rất là u ám trầm buồn. Cô nói về cái câu chuyện rằng con trai cổ mới mất hai tuần trước rồi vì nhảy khỏi là nhà chung cư. Thì cô nói rằng không phải là cô không biết nó nhỏ nó trầm cảm, mà cô tìm kiếm cái sự điều trị rất nhiều chỗ, tìm kiếm trong vòng 2 năm trước đó, và cô không tìm thấy một cái chỗ phù hợp, một cái chỗ có thể tiếp cận, hay là thậm chí cái trong cái lúc mà đứa nhỏ có nhiều những cái xung động muốn tự sát thì nó không có tìm được cái chỗ để có thể nhập viện hoặc là có ai đảm bảo an toàn cho nó. Vậy thì nghĩ rằng là một cái khó khăn của bệnh nhân hoặc là của thân chủ đó là tìm kiếm nơi phù hợp. Vậy thì câu hỏi nghĩ dành cho chị Yên rằng là nếu một ai đó họ phát hiện ra mình có vấn đề về sức khỏe tinh thần, họ có thể tìm đến ai và tìm như thế nào? Cảm ơn câu chuyện của Nghĩa. Nó cũng làm cho chị suy nghĩ và mình nhớ lại rất là nhiều những cái trải nghiệm của mình. Mình cũng gặp được những cái lời cầu cứu tương tự từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ những người quen, từ những cái mối quan hệ xa, bạn của bạn của bạn, tương tự như vậy. Và đúng là những cái khoảnh khắc mà mình nhận được những cái tin nhắn hay là những cái chia sẻ về việc là mình muốn tìm cái sự hỗ trợ đó, mình phải tìm ở đâu bây giờ, cho dù là mọi người đang nói chuyện trực tiếp với chị luôn, họ cũng đang hoàn toàn không biết phải làm gì và phải tìm kiếm cái thông tin hay tìm kiếm sự hỗ trợ ở đâu. Những cái lúc đó mình suy nghĩ rất là nhiều, mình không biết là những cái điều mà mình làm á là nó chưa trải đủ rộng, mình làm cái công việc của mình chưa đủ tốt, hay là mình phải làm cái gì nữa, cùng với đồng đội, cùng với đồng nghiệp của mình làm thêm cái gì nữa thì ngành mới phát triển thêm. Thì rõ ràng nó đang thể hiện có một cái sự lệch pha nhất định giữa cái nhu cầu đang lớn dần, giữa cái hiểu biết về sức khỏe tinh thần và cái việc là tôi biết là tôi cần tìm cái sự hỗ trợ chuyên nghiệp khi cần. Cái mà các anh chị có thể tìm kiếm được, các anh chị có thể, trước hết á, là mình có thể đến một số bệnh viện chuyên khoa, mình có cái khoa tâm lý hoặc là tâm thần, thì trước hết là mình có thể liên hệ được những cái đơn vị như vậy. Và ngoài ra thì hiện tại Yên thấy ở bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì mình có thể nghĩ đến cái tên nào, bệnh viện công, tiến công đúng không? Nghĩa là trong ngành rồi, nghĩa là thấy cung cấp thông tin nhập tâm về... làm hốt quá, quên luôn. Bên mất vai trò chuyên môn của mình. Thì ở vai trò là bác sĩ thì mình sẽ ra tìm kiếm đến những đơn vị mà có phòng khám về tâm lý tâm thần. Hiện tại bệnh viện công ở thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ có bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chuyên khoa, và mình có một số bệnh viện khác như là bệnh viện quận 2 cũng sẽ có khoa tâm thể, một số bệnh viện quận huyện đã bắt đầu triển khai cái mô hình này để có thể mở rộng sự tiếp cận. Mình có những bệnh viện có gắn kết với lại cơ sở đào tạo, ví dụ là bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1 cũng có đơn vị về tâm lý tâm thần tâm thể và cả khoa lâm sàng. Ngoài ra một số bệnh viện tư hiện tại cũng đã bắt đầu triển khai về khoa tâm lý và tâm thần. Chúng ta có thể biết đến bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn và những phòng khám đơn vị phía ngoài nữa. Mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm được thông tin. Một trong những cái mong đợi lớn nhất của người làm ngành chuyện làm nghề tâm lý này, và có thể là làm chuyên môn làm tâm bên mảng tâm thần giống như Nghĩa, là cái hợp tác liên ngành nó diễn ra một cách thuần thục và suôn sẻ hơn. Thì các bạn, nếu mà các bạn nghe bắt đầu tới đoạn này là nghe bắt đầu thấy nó học thuật, nghe nó chính sách như thế nào, nhưng mà nói một cách thật lòng á, là cái hợp tác, cái liên kết giữa các cái ngành nghề, ví dụ như là những nhà chuyên môn trong mảng tâm lý và trong mảng tâm thần ở nước ngoài á, nó rất là mạch lạc. Còn ở nước mình thì sao? Còn ở nước mình á thì nó chỉ mới phát triển trong vài năm gần đây, theo ghi nhận của chị cảm thấy rất là rõ cái đó. Ngày trước thì giống như là có một cái rào ngăn cách vô hình giữa những người làm bên mảng tâm thần và tâm lý, cho nên là để nói về cái câu chuyện là cái sự khác biệt giữa tâm thần và tâm lý nó là gì, nó là như thế nào, rồi làm sao mình thiếu cái một cái gọi là gắn kết cái y tế tương cận vào trong hệ thống y tế. Y tế tương cận bắt đầu đi hơi xa. Mình đang nói về chuyện là khác biệt đi, thì đúng là em có ghi nhận nha, thông qua những câu chuyện mà ngồi trên bàn mà cà phê ly giống nghe nè, cái hồi mà em có đi học á, thì rõ ràng em nghe các thầy nói thế hệ trước, các bác sĩ tâm thần nghĩ trời,
lý là thứ ngồi nói chuyện không giải quyết được gì, cho thuốc mới giải quyết được, thuốc không hết bệnh. Nhưng mà rõ ràng khi mà em bắt đầu trong cái quá trình đào tạo mình, em được may mắn là có thầy cô của em cả là vừa là bác sĩ tinh thần, có những thầy cô về phía tâm lý này, những người đầu tiên dẫn dắt em vào trong con đường này, em mới bắt đầu thấy sự kết hợp. Và có những chuyện thuốc không giải quyết được, những trò chuyện, những đào tạo, những chữa lành chuyên sâu mà nó nằm phía trong, nó mới có thể giải quyết được vấn đề của bệnh nhân. Đúng rồi, thì cái kết hợp giữa cái người mà làm liệu pháp tâm lý cũng rất là quan trọng. Thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn cũng có thể đến các cái phòng tâm lý, những cái đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ về sức khỏe tinh thần cũng rất là bài bản. Ví dụ như Tường Yên sẽ có một cái đường dẫn, một cái file gửi đến cho các anh chị ban tổ chức của chương trình của Mi Podcast, đúng không? Và các bạn có thể vào đó, các bạn xem một cái số cái danh sách về những cái đơn vị mà chúng tôi tìm kiếm thông tin, thu thập thông tin, trong đó nó có ghi luôn cả địa chỉ liên hệ, thông tin liên hệ, trong đó nó có ghi luôn cả cái thế mạnh của các cái đơn vị đó. Thì các bạn chắc là các bạn có thể tham khảo. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có một vài đơn vị, ở Hà Nội thì cũng có một vài đơn vị, nên mình không có dám đảm bảo, để đây chỉ là một cái danh sách gợi ý mà chúng tôi thu thập thông tin thôi. Thì các bạn vẫn phải luôn là những cái người sử dụng dịch vụ một cách thông minh, tức là mình luôn sẽ phải chọn lọc và mình tìm hiểu thông tin. Yên có thể nói về Sci-Hub, nhưng mà Sci-Hub cũng chỉ là một trong các cái đơn vị cung cấp chuyên môn thôi. Thì Sci-Hub thì có cả tham vấn trị liệu, tức là các cái rối loạn phổ biến như là trầm cảm, lo âu, rồi stress, kiệt sức nghề nghiệp vân vân, hay các cái vấn đề về cặp đôi, về gia đình thì mình cũng có làm việc khá là đa dạng, có can thiệp hành vi cho trẻ em và có các cái chương trình tâm lý được thiết kế cho tổ chức, trường học và doanh nghiệp. Đồng thời thì các đơn vị khác, các anh chị ở những cái phòng tâm lý khác thì đôi khi họ có cái chuyên môn cũng sâu ở trong một số các cái rối loạn nhất định nữa. Thì Yên sẽ gửi cái link đó và các bạn chắc là sẽ xem được phần ở trong cái phần thông tin của podcast này. Nếu vậy thì sẽ có quý vị khán giả thắc mắc là có phải tháp tâm lý là chỉ ngồi đó và nói chuyện hay không? Có những cái cách nào để mà thăm khám hay là trị liệu tâm lý không chị? Thực ra mỗi nhà tâm lý người ta sẽ có những cái tiếp cận rất là khác nhau. Bộ công cụ khác nhau. Họ có bộ công cụ thông thường ha. Là khi mà các bạn đến làm việc ở một cái đơn vị chuyên môn về hỗ trợ sức khỏe tinh thần thì các bạn không phải là chỉ cứ ngồi vào là nói chuyện. Không phải là và cũng không phải là khi mà mình đến là mình gặp ngay nhà chuyên môn. Mình sẽ phải có một cái bước đầu rất là quan trọng, là cái bước mình sẽ kiểm tra hay là còn gọi là sàng lọc. Giống như là khi mà mọi người chích vaccine á, là các anh chị sẽ phải đi qua một cái bàn để người ta hỏi thăm cái thông tin đúng không? Cơ bản. Lấy cái thông tin cơ bản. Thì tương tự như vậy, khi mà các bạn đến với một cái dịch vụ tâm lý chuyên nghiệp thì các bạn sẽ phải qua một cái bước là mình có những cái giống như là làm những cái test nhỏ nhỏ hoặc là một cái sàng lọc để mình, để người ta hiểu hơn về cái vấn đề của bạn. Và lúc đó thì người ta mới khớp cái khó khăn mà thân chủ nó gọi, thay vì là với nghĩa thì là bệnh nhân, đúng không? Ở trong ngành tâm lý thì gọi là thân chủ. Thì cái khó khăn mà thân chủ gặp phải mình sẽ được khớp với lại một nhà chuyên môn có cái chuyên môn phù hợp. Thẳng chỗ này thì em lại có một cái nhớ tới một cái complaint của thân chủ, đưa một cái thằng phiền kêu là chỗ bác sĩ chỉ tôi đi khám tâm lý xong rồi vô mấy bữa đầu tiên không làm gì trơn, toàn hỏi thông tin tôi không rồi vô nguyên cái bữa đầu tiên luôn toàn điền thông tin xong rồi trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Thì lúc đó thì người mới giải thích với thân chủ là cái đó là cái bước quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình. Tại vì thông qua cái việc tìm hiểu về nhu cầu của bạn nè, ngay cả những thông tin như là giới tính, trình độ học vấn, bạn đã từng điều trị ở đâu chưa và cả cái nguồn lực kinh tế của bạn, nó cũng sẽ là cái thông tin rất quan trọng trong tiến trình trị liệu. Và từ đó mới người ta mới biết cái nhà gọi là quản lý ca, đúng không? Họ mới biết cái thông tin đó phù hợp với lại thế mạnh của nhà tâm lý trị liệu nào và match hai người lại với nhau. Điều đó, cái buổi đó là cái điều quan trọng nhất. Ngoài ra thì mỗi nhà tâm lý sẽ có những cách khác nhau để làm việc trên vấn đề của thân chủ. Thì cái đó nó cũng hơi chuyên môn một tí. Ví dụ không nói chuyện thì ngồi làm gì? Mình có thể đối với một số anh chị ha, mà có cái tiếp cận như là trị liệu nghệ thuật chẳng hạn, đó thì thân chủ có thể được làm việc với một số các cái chất liệu rất là thú vị. Ví dụ như là khi mà mọi người nghe trị liệu nghệ thuật, mọi người thường nghĩ đến vẽ, nhưng mà nó không chỉ dừng lại vẽ. Các bạn có thể làm việc với đất sét, với len, với mặt nạ, với hình nhân, tức là các cái chất liệu về cơ bản nghệ thuật, nó là một cái công cụ để mình biểu đạt.
Đó. Ngoài ra thì có một số cái trường phái, ví dụ như giải mẫn cảm chuyển động mắt thì các bạn có thể EMDR. Được, đúng rồi, EMDR, thì các bạn có thể được nhà trị liệu hướng dẫn một vài các cái động tác ở trong buổi làm việc đó, và mình sẽ thực hiện một vài các cái động tác rất là đặc trưng của cái phương thức trị liệu đó, để mình đánh lạc hướng cái mối quan tâm của não bộ mình nhất thời trong thời điểm đó để giảm căng thẳng. Mình còn có một số cái ví dụ như là chánh niệm, mindfulness, hoặc là những vấn đề tập điều trị tập trung vào cảm xúc của bản thân. Nó ví dụ là mỗi cái nhóm vấn đề hoặc là nhóm thân chủ sẽ có một cái cách tiếp cận riêng, nên ra mọi người cứ yên tâm đến và mình sẽ có những cái trao đổi để tìm ra cái nào phù hợp nhất với mình. Thậm chí là các bạn sẽ còn phải làm rất nhiều bài tập. Đúng rồi, nếu mà đi học là bài tập đó rất mệt rồi. Bây giờ đi khám tâm lý tốn tiền mà còn bị bắt là bài tập, nó có vô lý quá không? Đúng rồi, nên cái này là trả tiền để được học làm bài tập đó. Vậy thì cái gì nó sẽ giải thích cho sự vô lý này? Thì đối với một số tiếp cận trong trị liệu á, thì cái việc mà thân chủ cam kết vào trong cái quá trình trị liệu của mình, cam kết là tôi thực sự tôi đang cố gắng, tôi đang nỗ lực cho cái vấn đề của mình là rất quan trọng. Một, không phải một vài, rất là nhiều người khi mà tìm đến với tham vấn hay là trị liệu tâm lý, người ta mong chờ là tôi sẽ là cái người đặt câu hỏi, và nhà tham vấn trị liệu hay là chuyên gia sẽ là người trả lời cho tôi, cho tôi lời khuyên, cho tôi giải pháp giùm đi. Nhưng mà đây là Tường Yên rất là thường xuyên hay nói với các bạn là nếu mà thực sự trên cái cõi đời này, ô trọng này, mà các bạn có một cái người biết hết tất cả mọi thứ, biết cái gì là đúng, biết cái gì là sai, biết là mình nên làm gì, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thì cái câu chuyện đó nó dễ dàng quá rồi, đúng không? Người ta thành thánh rồi, người ta sẽ trở thành những bậc vĩ nhân rồi. Nhưng mà làm sao mà có một cái ngành đào tạo ra hàng loạt những người biết mọi thứ trả lời và biết hỏi cái gì đúng bạn. Như vậy, đúng không? Khi mà mình nghĩ theo cái cách này thì mình sẽ thấy cái mong đợi, cái kỳ vọng đó nó có cái gì đó nó không đúng, nó không hợp lý lắm. Và mình quay lại cái câu chuyện đó thì cái mong đợi đó thực ra khi mà mình đang bế tắc, khi mình có quá nhiều câu hỏi thì mình cũng là chỉ muốn ai đó trả lời thiệt nhanh cho mình đi, mình phải làm gì thôi. Tuy nhiên là cái mong đợi đó sẽ là cái đầu tiên trong buổi làm việc với thân chủ, mà nhà tham vấn sẽ làm việc rất rõ là chúng tôi sẽ làm gì và chúng tôi sẽ không thể làm gì, và toàn bộ cái tiến trình này nó sẽ diễn ra dựa trên cái sự hợp tác và cam kết nỗ lực từ phía thân chủ. Thì cũng tương tự thôi, chắc là nếu mà nghĩ làm việc với các anh chị bác sĩ trong các chuyên môn khác thì lúc nào cũng vậy, đúng không? Thăm khám xong rồi thì bệnh nhân về phải tập thể dục, phải uống thuốc. Nếu mà không có cái cam kết đó thì toàn bộ cái tiến trình thăm khám, trị liệu và điều trị ở bệnh viện cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thì với trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý cũng sẽ giống như vậy. Tức là cái quá trình mà đồng hành cùng với tâm lý gia sẽ phải, không phải là tôi cứ nghĩ tôi bị bế tắc chỗ nào cái đem tới hỏi, giống như là có gia sư người đó mình làm toán không biết mình hỏi, mà nó sẽ là cái quá trình mà mình sẽ cam kết mình thực hiện những cái bài tập, mình thực hiện những cái soi xét vào trong bản thân mình, những cái nhận định để có thể tự trưởng thành từ bên trong, và tâm lý gia là người đồng hành với mình. Chị có thể nói thêm một cái ý này, chị nghĩ đây là một cái biểu tượng nó khá dễ hình dung hơn đối với mọi người. Tức là các anh chị hình dung nếu mà cái vấn đề mình mang đến đó, nó là một cái câu chuyện nó đã được trầm tích từ rất lâu rồi, từ 10 năm, 20 năm rồi. Thì rõ ràng 1, 2 giờ ngồi nói chuyện, bây giờ tự nhiên cho các anh chị 10 giờ, 20 giờ ngồi nói chuyện với chuyên gia, thì cái tỷ lệ của 10 giờ, 20 giờ đó so với lại 10 năm, 20 năm mà mình đã trầm tích cái vấn đề nó ngày này qua tháng nọ, rõ ràng nó là một cái khoảng cách rất xa, đúng không? Vậy thì mình rất là khó mà mình có thể kỳ vọng là mình đi theo một cái tiến trình tham vấn trị liệu 10 buổi, 20 buổi, 10 giờ, 20 giờ mà mình có thể giải quyết được một vấn đề 10 năm, 20 năm mình tích tụ ở đó. Cho nên là sẽ có những cái câu hỏi nó rất là khó chịu, nó làm cho mình rất là sóng gió và nó gợi lại rất là nhiều điều mình không có thích. Thì trong cái tiến trình tham vấn và trị liệu có một cái điều rất đặc trưng là đôi khi nó không suôn sẻ và nó không dễ chịu. Và cái đó là cái mà thân chủ sẽ phải học cách làm việc với bản thân mình. Và nếu mà mình bước qua được cái giai đoạn khó chịu đó thì mọi thứ nó có thể sẽ tốt lên rất nhiều. Em nhiều hơn. Đó cũng là một cái complaint của bệnh nhân, có nghĩa khi mà giới thiệu đi complaint nhiều quá luôn. Nhưng mà giới thiệu đi xong rồi lại nhận complaint thì họ nói rằng là sao có những lúc bác sĩ với tôi đi điều trị trị liệu tâm lý xong cái tự nhiên tôi đau khổ nhiều hơn. Thì đó chắc là những giai đoạn mà chị Yên đang nhắc tới. Sẽ có giai đoạn mình sẽ cần đối mặt lại vấn đề cũ, dỡ lại những cái vết thương mình tưởng chừng nó xong rồi nhưng mà ra chưa bao giờ mình đối mặt và giải quyết nó hết, nên nó vẫn luôn còn ở đó, nó tạo thành những cái cơn tức giận
đột ngột, nó tạo ra những cái nỗi đau, nó tạo ra những cái suy diễn trong tâm trí chúng ta về cái sự chung thủy, về cái sự phản bội của những người xung quanh. Thì đôi lúc chúng ta đối mặt với những điều đó, nó cũng có thể gây khó chịu, đau khổ hơn. Đôi khi nó còn thách thức cái cách nghĩ của chúng ta, cách chúng ta nhìn về cuộc sống, nhìn về con người, nhìn những người xung quanh mình, nhìn bạn đời của mình, nhìn cái người mình đang rất tin tưởng. Cái cách mà chúng ta suy nghĩ cái điều gì là đúng, cái điều gì là sai, và cái cảm giác mà nó thách thức cái hệ giá trị của mình như vậy, nó không có dễ chịu chút xíu đâu. Như vậy cũng có thể gọi là tác dụng phụ của trị liệu tâm lý đúng không? Cũng thuốc có tác dụng phụ, trị liệu tâm lý cũng sẽ có. Nếu mà so sánh nó giống như là uống thuốc, cái tác dụng phụ của uống thuốc ấy, chị cũng không dám chắc cái so sánh này nó có sát, nó có song hành với nhau hay không á. Tại vì thông thường đây là một cái diễn trình mà nó rất là phổ biến, nó sẽ xảy ra nếu mà thân chủ thật sự cam kết vào trong cái quá trình tham vấn và trị liệu, nó sẽ có những cái giai đoạn không có dễ chịu. Nhưng mà nó là đúng, thật sự nó là cái cần thiết, nó là cái cần thiết. Đôi khi tác dụng phụ không nhất thiết là cần thiết. Phụ thì không chắc là cần thiết. Ok, cũng hay. Thì như vậy mình thấy rằng những gì mà chúng ta có thể làm khi mà tâm lý gia đồng hành cùng với chúng ta nó khá là đa dạng và cũng cần rất nhiều tâm huyết từ cả hai phía đúng không? Vậy giờ mình uống ly để xong mình nói tới một cái chủ đề khó mình khá. Một hớp. Khá là khó nhai đó, là với tất cả những cái tâm huyết đó thì tâm lý gia sẽ thu nhiêu tiền giờ? Câu hỏi rất thẳng, rất thật luôn. Nhưng mà em tin là đó sẽ là cái thắc mắc của nhiều người. Là khi mà tôi cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía tâm lý gia, nhà trị liệu thì tôi sẽ cần chuẩn bị về mặt kinh phí như thế nào? Là chị mới đi một chuyến công tác về. Ở đó thì chị làm các cái buổi training đào tạo cho các anh chị là nhân viên cấp quản lý trong một doanh nghiệp. Và các anh chị đó cũng giơ tay hỏi, cô giáo ơi, có mắt không cô giáo? Mắt không? Bao nhiêu cái cô giáo nói cô cho miễn phí em. Cô thì là miễn phí. Không biết trả lời thế nào, không biết thế nào là mắc, thế nào là rẻ. Nhưng mà đúng là cái mối quan tâm về chi phí nó là một cái rất là thực tế mà mình cũng rất là hiểu. Thì theo Tường Yên thấy là theo cái quan sát và cái hiểu biết của mình ha, thì mình thấy cái mức chi phí của nó hiện tại đang dao động trong khoảng từ 500.000 cho đến 3.500.000. 3.500.000 quy ra là tầm 120 đô, 120 euro, tức là tùy nơi. Thì cái này nó sẽ tùy vào cái ngôn ngữ, tùy vào cái cấp bậc của chuyên gia, và tùy vào cái nhóm đối tượng hoặc là cái vị trí của cái trung tâm đó nữa. Nó có rất là nhiều cái cách mà người ta sẽ quy đổi, người ta sẽ tính toán ra, cho nên là cũng khá là rộng. Cái range này nó rất là rộng, mọi người nghe có thể sẽ hơi hoảng một tí, nhưng mà các anh chị có thể suy nghiệm lại một chút. Nếu mà mình khoan nói đến cái giới hạn dưới đi, tức là cái mức giá mà thấp nhất với lại cái mức giá cao nhất, thì cái vùng ở chính giữa thì chị cảm thấy nó cũng khá là gần với lại cái vùng chi phí mà các bạn bây giờ phải đi ra bệnh viện khám bệnh và chi trả cho một cái đợt trị liệu thông thường, tức là một đợt khám và lấy thuốc về. Mình uống hết một đợt xong mình tái khám, mình lấy một đợt thuốc nữa, thì chị thấy nó cũng gần gần với một cái tiến trình trị liệu ngắn khoảng 4-5 buổi, hoặc là 6-7 buổi, thì nó cũng gần với lại một đợt mà các bạn khám cái bệnh thông thường. Thì thực ra để so sánh thì nó có nhiều cái so sánh nhưng nó buồn cười lắm. Kiểu như là đầu tiên là so sánh nghiêm túc trước đi, sau đó tới so sánh buồn cười. Okay. Đầu tiên so sánh nghiêm túc đi, ví dụ một tháng lương đi làm của mình cũng khoảng từ 7-8 triệu. Nếu mình rơi vào trong một cái trạng thái tâm lý cực kỳ khó khăn và kinh khủng, như là trầm cảm nặng chẳng hạn, mình mất cái ngày công lao động á, thì tính ra ví dụ trong nguyên tháng đó mình không thể làm việc được luôn á, thì cái số tiền mình mất đó là 8, 9, 10 triệu, thậm chí có những bạn làm khá giỏi 30, 50 triệu. Nhưng mà cái số tiền mình bỏ ra để trị liệu vấn đề cho cá nhân, nó giải quyết cái việc là tôi có thể tham gia lại trong cái việc thị trường lao động, tôi có thể làm việc với tất cả năng suất của mình, và quan trọng hơn là nó đổi được cái thứ mà không thể mua bằng tiền, là cái cảm giác an yên, hạnh phúc, hay là những cái mối quan hệ tốt đẹp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng so sánh ra một tháng mình bỏ ra khoảng 3 triệu rưỡi để có thể tham gia trong cái tiến trình trị liệu tâm lý, so với cái khoản mình có thể mất nếu mình không trị liệu, thì nó cũng là một cái so sánh rất là logic và hợp lý. Thì có thể nó tốn trong thời gian đầu ra, nhưng mà sau đó nó trả cho mình một cái hiệu quả dài hạn. Thì đó là một so sánh một cái nghiêm túc. Thông thường nếu mà trong tham vấn trị liệu thông thường thì các bạn, nếu mà không quá nghiêm trọng
và cần thiết, hoặc là nó không, nếu mà không có một cái nhu cầu đặc biệt nào đến từ phía chính thân chủ, thì thông thường mỗi tuần các bạn sẽ đến làm việc với lại nhà chuyên môn khoảng một lần. Yeah. Và khi mà vấn đề nó đã có cái thuyên giảm hay nó có các cái tiến triển nhất định thì cái khoảng thời gian này nó sẽ giãn ra. Đúng có rồi. Nghĩa là các bạn đôi khi là 2 tuần mình mới gặp nhau một lần, hoặc là 3 tuần, thậm chí là 1 tháng mình mới gặp nhau lại một lần. Đó, thì khoảng thời gian đó nó sẽ giãn ra. Và cũng giống như Nghĩa nói, thì cái khó khăn về mặt sức khỏe tinh thần á, nó là cái thứ không có thấy được, cho nên nó thường bị bỏ qua. Thì chị luôn có một cái thông điệp mà khi chị làm việc với bất cứ một cái đội nhóm hay là bất cứ một cái nhóm cộng đồng nào, chị luôn nói, nhắc nhở mọi người về cái chuyện là khó khăn tinh thần nó không thấy được, nhưng mà không có nghĩa là nó không quan trọng. Thì cái cách mà mọi người chăm chữa cho cái vết thương của mình, khi mà mình gặp một cái vết thương mà nó rất là khó lành về mặt cơ thể như thế nào, thì mọi người nên đối xử với cái khó khăn về tinh thần của mình công bằng giống như vậy. Thì nếu mà như vậy thì mình sẽ thấy cái câu chuyện về mặt chi phí ở cái mức độ có thể chấp nhận được so với lại cái đồng lương của mình đi ha. Chứ tất nhiên là nếu mà nó chiếm một cái tỷ lệ quá lớn một cái phiên làm việc với chi phí các bạn, thì tôi rất hiểu là nó sẽ có cái khó khăn nhất định. Nhưng mà nếu mà trong cái tương quan mà như Nghĩa nói, một cái so sánh rất là nghiêm túc như vậy, và cái so sánh về cái sự an yên, cái thứ vô giá, cái chất lượng sống của mình, thì rõ ràng là các bạn sẽ cần có một cái nhìn nhận nó phù hợp với nó là cái price off, đúng không? Cái pay off, cái chi phí phải trả để mình có được một cái điều mà thực sự nó đáng giá đối với mình. Nếu mà mình xét trên cái bệnh viện là chi trả cho một lần thì có vẻ như là 500.000 trở lên là một cái khoản nó khá lớn đối với đa số chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhưng mà nếu mình có thể chấp nhận được thì đó là một cái chi phí đáng bỏ ra để thứ nhất đầu tư cho bản thân, để giúp cho mình có thể có những cái trải nghiệm hạnh phúc hơn với cuộc sống và giải quyết vấn đề cá nhân. Nó đã đeo đuổi rất nhiều lâu, rất là lâu rồi. Câu chuyện về cái sự hỗ trợ thì theo chị quan sát thì có hầu hết các đơn vị làm tâm lý họ có cái mức giá riêng dành cho học sinh và sinh viên. Chị không thực sự rành lắm các anh chị và các đơn vị khác, nhưng mà ở SciHub á, thì ví dụ như người mà có thu nhập trung bình thấp á, thì tụi chị có thể ngồi xuống và trao đổi để xem coi cái mức chi phí mà họ có thể chi trả được là bao nhiêu. Tại vì một trong các cái tiêu chí mà tụi chị làm mở ra SciHub từ cái ngày đầu là mình muốn nó dịch vụ hỗ trợ về sức khỏe tinh thần nó là cái gì đó mà mọi người có thể tiếp cận được, nó là cái gì đó dành cho mọi người, chứ nó không phải chỉ dành cho những người có khả năng chi trả. Cho nên cái mô hình mà mình đang làm đó là mình có một cái quỹ là quỹ ngày tốt lành. Thì cái quỹ đó mình đang tiếp nhận từ những thân chủ mà người ta đã bước ra khỏi cái con hẻm tối, và họ cảm ơn lại bằng cách là họ gửi lại một cái khoản chi phí nho nhỏ vào cái quỹ đó để giúp cho các bạn hay là các anh chị nào mà có cái khó khăn về mặt tinh thần cần sự hỗ trợ mà không có đủ chi phí. Cái quỹ đó cũng tiếp nhận khá là nhiều các cái đóng góp từ những cái nguồn bên ngoài, một số bạn bè hay là những các anh chị và NGO, các anh chị làm sự kiện ở cộng đồng, xong rồi các anh chị thu một cái phí nhỏ nhỏ vé đó và toàn bộ cái tiền vé đó gửi vào trong cái quỹ đó. Khi mà thân chủ đến thì thân chủ sẽ chi trả một phần, và cái quỹ đó sẽ chi trả một phần, và SciHub đóng vào một phần nhỏ nhỏ để cùng san sẻ cái phần chi phí đó. Cái hành động mà mình biết nhận và mình biết ơn đó, nó cũng là một phần nó bồi dày thêm cái sức bật tinh thần cho mình. Và cái việc mình cho đi đó, để mình cảm nhận cái yêu thương đó nó rõ hơn đó, nó cũng khiến cho mình mạnh mẽ hơn từ bên trong. Thì cho nên là chị nghĩ là nó là một cái hành động mà nó có ý nghĩa và nó có cái lợi về rất nhiều mặt. Và đang được phân tích theo cả mặt khoa học lẫn tính xã hội của nó. Trong này hay quá, phải uống mới được. Sao tôi nói hay quá. Khá là thú vị. Đúng là trước giờ em cứ nghĩ rằng đáp đền tiếp nối là cái cách mà chúng ta sẽ kết nối với nhau và giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, nhưng ra là khi mình ở trong vòng tròn đó, mình thực sự mình thấy giá trị và vị trí của mình. Mình cảm thấy cái ý nghĩa cuộc sống của mình, mà thực sự điều đó là giúp cho mình trở nên bền vững, mạnh mẽ hơn về mặt tâm lý. Thú vị. Nên ra là quý vị khán giả đừng lo, khi mà mình có những vấn đề khó khăn, đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, tại vì luôn luôn sẽ có những cơ chế, có những sự hỗ trợ, đặc biệt là nếu mà người cần cái sự hỗ trợ trong thời gian bắt đầu trị liệu tâm lý, thì sẽ luôn có những vòng tay, những sự hỗ trợ để sau này khi mình ổn rồi mình sẽ là người có thể hỗ trợ lại cho cộng đồng và những bạn khó khăn tiếp theo giống mình. Sẵn mình nói về tiền đi thì có câu hỏi như nhận được từ các bạn khán giả, đó chính là anh chị ơi, em rất là thích làm tâm lý gia, rất thích trị liệu giúp đỡ người khác. Vậy thì cho em hỏi rằng á, trong cái xã hội hiện tại của mình á, mình thấy
giáo viên là khó sống bằng nghề, bác sĩ cũng khó sống bằng nghề, vậy thì tâm lý gia có sống được bằng nghề không ạ? Hôm nay chương trình chuẩn bị cho 2 ly rượu là tại vì chương trình biết là cái câu chuyện này nó có những cái khó khăn trong việc bày tỏ nhất định. Chúng tôi vẫn là những người đang làm nghề, chúng ta nhận được những câu hỏi này cũng rất là nhiều, mà thực sự tự nhiên cũng không biết phải giải thích như thế nào hay là chia sẻ như thế nào thì các bạn sẽ cảm thấy thật sự rất là thỏa mãn. How ổn is ổn, tức như là, thế nào là đủ. Như thế nào là đủ với các bạn, như thế nào là ổn với các bạn. Cái này mỗi người nó sẽ dựa trên rất là nhiều các cái hệ quy chiếu, cho nên cái khái niệm này thực sự cái câu hỏi này nếu mà muốn trả lời một cách chính xác thì chị sẽ cần biết là cái người hỏi đối với các bạn như thế nào là đủ sống hoặc là sống tốt. Còn nếu mà về cái góc nhìn của bọn chị, tức là người, chị và đồng nghiệp của chị, đồng nghiệp, những người đồng nghiệp mà chị biết ha, không dám nói thay cho các anh chị khác ở xa hơn, thì cái bạn nói là các anh chị đều thống nhất là có thể sống được. Tuy nhiên, cái đoạn tuy nhiên này nè, tuy nhiên các bạn sẽ cần phải hiểu tâm lý là một cái ngành rất mới. Rất mới. Cho nên có 2 thứ các bạn sẽ cần phải lưu ý. Thứ nhất là nhu cầu cao, yêu cầu cao về mặt nhân lực. Nhu cầu cao và yêu cầu cao. Cho nên các bạn nói là có muốn sống được và sống tốt hay không thì các bạn phải là một người có thể làm nghề được và làm nghề tốt. Đúng không? Và thật ra ngành nào cũng vậy thôi. Cho nên nếu mà các bạn học xong ngành làm kinh tế có ổn không ạ? Làm kinh tế rất ổn, nhưng mà đâu phải ai học kinh tế ra thì giàu. Đâu phải học kinh tế và làm kinh tế là 2 chuyện rất khác nhau. Cho nên học và làm nó là một 2 câu chuyện rất khác, đúng không? Vậy thì thứ nhất các bạn sẽ cần nhớ ngành tâm lý nhu cầu cao và yêu cầu rất cao ha. Nhu cầu cao, yêu cầu cao thì các bạn muốn làm việc được, các bạn muốn sống tốt với ngành, với nghề, theo nghề thì các bạn sẽ phải là một cái người làm việc tốt, các bạn học được và các bạn đáp ứng được những yêu cầu của nghề nữa. Chị không dám chắc là nó phù hợp với tất cả mọi người, nhưng mà theo chị quan sát thấy á, thì các bạn làm ngành tâm lý á, các bạn có thể sẽ phải là một trong những người tiên phong, tức là mình làm rất là nhiều các cái công việc khác nhau liên quan đến ngành tâm lý. Ví dụ như bên cạnh tham vấn trị liệu thì mình có thể sẽ trở thành những cái cố vấn chuyên môn cho một số các cái dự án mà nó có cái màu sắc lâm sàng chẳng hạn, cần những cái nhà chuyên môn để hỗ trợ, rồi mình có thể song hành với nó, mình nghiên cứu hoặc là mình giảng dạy đó, hoặc là mình làm một số các cái công tác khác liên quan đến ngành tâm lý mà không phải là đúng trong cái góc hẹp của mình đó. Thì đây là một cái đặc trưng rất là lớn của một cái ngành mới. Chào, cảm ơn chị Yên cho cái chia sẻ rất là tâm huyết, nhiều kinh nghiệm nhưng là rất chung chung. Đương nhiên ở đây thì chúng ta luôn kỳ vọng, nghe biết là quý vị khán giả sẽ kỳ vọng làm tâm lý gia hàng tháng 30 hay 50 triệu. Nhưng chắc chắn sẽ không có một câu trả lời như vậy đâu quý vị, đặc biệt trong chương trình vũ trụ trong đầu của chúng tôi, tại vì tất cả những thứ trong đầu đều mơ hồ và và trừu tượng. Thì sẵn nói đến điều đó thì đúng, cũng có thể kiếm sống bằng nghề, có thể duy trì bằng việc làm lâm sàng nữa, thì chúng ta đam mê cái việc làm lâm sàng. Nhưng mà thực ra lúc nãy chị nói em có để ý một chuyện, thực ra không phải, tức là mình có thể kiếm sống mà có cái nguồn thu nhập ổn định vào giai đoạn sau thôi. Khi mình đã đủ năng lực chuyên môn để làm một cách độc lập này, khi mình đã xây dựng được một cái sự tin tưởng, cả sự tự tin của bản thân và sự tin tưởng trong cộng đồng, người này giới thiệu người kia đến để thăm khám chẳng hạn, thì cái giai đoạn trước các em thấy khá là khó khăn, đặc biệt là cho các bạn bắt đầu là sinh viên, từ giai đoạn sinh viên thì đương nhiên là ai cũng vậy, làm bác sĩ cũng vậy hay làm cử nhân tâm lý cũng vậy. Trong giai đoạn sinh viên thì không kiếm tiền bằng nghề, chúng ta sẽ phải phụ bếp, làm bưng bê, làm công việc dạy thêm, thì nghĩa thấy nhiều bạn cũng cố gắng vậy. Và thực ra cái việc này nó vẫn sẽ còn tiếp tục, tại vì đâu phải ai tốt nghiệp 4 năm cử nhân tâm lý xong mà có thể trở thành nhảy ngay một cái trị liệu một cách độc lập được, tức là ngồi trước thân chủ có thể tham vấn một cho họ. Mà chắc là nó sẽ cần một khoảng thời gian bao lâu thôi. Theo cái quan sát của chị khi làm việc với thực tập sinh đó, tại Sci-Hub đó, thì các bạn tự có các cái khó khăn nhất định, chứ các bạn cũng không có mong đợi là các bạn nhào ra học xong rồi các bạn đi ra ngoài các bạn làm việc luôn đâu. Các bạn luôn thường ngồi xuống là cô em chưa có, em không cảm thấy em sẵn sàng. Đây, đúng rồi, bạn không sẵn sàng thì bạn mới ở đây làm thực tập sinh chứ. Đúng không? Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn cái chuyện đó. Nó không dễ dàng đâu.
và phải có giám sát, nó quan trọng lắm. Chị không biết chắc là nếu mà được thì lát nhỉ chia sẻ thêm một chút xíu về cái việc mà ở bên ngành tâm thần á, thì cái giám sát đó sẽ như thế nào, Nghĩa bắt đầu làm việc được với bệnh nhân theo cách nào. Tại vì ví dụ như ở trong tâm lý á, thì tưởng tượng là nếu mà không có một cái người giám sát có thể hỗ trợ cá nhân khi mà làm việc trực tiếp với thân chủ á, nó rất là dễ gãy theo nghĩa là chỉ cần mình cảm thấy là mình không hỗ trợ được cho họ, hay là mình không biết là mình làm cái điều vừa rồi là đúng hay sai, đúng, là rất là dễ tan vỡ và đau khổ, hoặc là cắn rứt, lo lắng rất là nhiều. Đó, và cái điều đó nó có thể khiến cho người ta không theo nghề nữa, chỉ vì một trong những một vài cái trải nghiệm tồi tệ ở cái thời gian đầu, vì không có ai chỉ đường dẫn lối. Thì tương tự với bên ngành y thôi, ví dụ ăn học đàng hoàng ra xong rồi khám một ca 180.000 hoặc 50.000, sẽ so sánh với việc là nhà tôi ba đời từng bán thuốc. Nhà tôi ba đời đang tính nói đó, vậy, nó, thì nó vẫn là một câu chuyện và quyết định cá nhân thôi mọi người, là chúng ta thực sự nghĩ đến cái người bệnh nhân, nhưng thực sự nghĩ đến cái mong muốn ban đầu của mình khi bắt đầu con đường này là chữa lành, hỗ trợ và giúp đỡ. Vậy chúng ta cần phải sử dụng cái công cụ nào nó đàng hoàng nhất, nó khoa học nhất và có bằng chứng nhiều nhất trong cái việc có thể chữa lành và giúp đỡ được và đảm bảo sự an toàn được cho cái người nhận cái sự giúp đỡ của chúng ta. Thì nãy giờ là mình cũng có những cái phút giây mình trải lòng rồi về cũng có cái dịp rất hay ha, để chị em mình ngồi nói chuyện lại ở bên phía góc nhìn tâm thần, bên phía góc nhìn của ngành tâm lý thế nào, cái cách chúng ta cùng phối hợp để hỗ trợ cho bệnh nhân. Nhưng mà như nó cũng còn nhiều mảng tối à. Và bây giờ mình có thể chốt lại chương trình bằng cái ký ức vui vẻ mà tươi sáng một xíu đi. Thì trong quá trình làm việc như là tâm lý gia của chị thì có cái điều gì, những điều gì là đã từng trở thành cái niềm vui mà chị có thể mang theo trong cái hành trình của mình? Thực ra chưa đủ tối đâu. Nãy giờ thấy nói cũng còn chưa đủ xám xám thôi, chứ chưa đụng gì tới mảng tối đâu. Nhưng mà rượu có hạn, thời gian cũng không nhiều, cho nên là cảm ơn chia sẻ và cái câu hỏi chốt lại của Nghĩa. Cái này cũng phải chia sẻ với lại các bạn khán giả, các bạn thính giả, là Tường Yên không có phải là nhà lâm sàng, tức là Tường Yên sẽ không có làm tham vấn hay là trị liệu một một. Tường Yên cũng có hỗ trợ cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái, mình có cái license làm việc với có cái accreditation làm việc với hỗ trợ cha mẹ có con trong độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên là mình không phải là một nhà lâm sàng, cái này phải nói rõ, cho nên là các cái trải nghiệm của mình á, nó cũng làm việc với một số cái trường hợp nhất định, gọi là các bạn gọi là các ca, đúng không, và các cái tình huống mình gặp phải nhiều á, nó liên quan đến dự án. Cho nên là đúng là có những cái điều rất là vui, rất là thú vị, nó xảy ra trong những cái buổi mà mình chia sẻ, mình hướng dẫn hay là mình tập huấn cho các cái đối tượng rất là đặc biệt khác nhau. Thì trong những cái buổi chia sẻ tập huấn đó, mình cố gắng mình làm cái điều tốt nhất có thể thôi, để cho mọi người mà thực sự có những cái lúc mà mình rất là hồi hộp. Ví dụ chị, những cái lần mà hồi hộp nhất của chị là khi chị làm việc với bác sĩ. Tại vì cứ tưởng tượng là bây giờ mình cứng cáp rồi, bây giờ mình làm việc với rất là nhiều các đối tượng, nhưng mà những cái lần đầu tiên làm việc với bác sĩ là muốn rớt tim ra ngoài luôn. Tại vì mình được cảnh báo rồi, là thông thường là cái hợp tác, mà cái phối hợp giữa bác sĩ y khoa với lại người làm tâm lý nó có một cái khoảng cách nhất định, nhiều khi mình không có biết là người ta sẽ đón nhận mình như thế nào. Khi mà mình làm việc với lại y bác sĩ thì cuối cùng mọi thứ lại rất là suôn sẻ và rất là dễ thương. Có một thứ rất là vui, tức là thông thường nếu mà mình đi dạy hay là mình đi tập huấn cho các cái đơn vị bên ngoài, mọi người để lại feedback cũng hạn chế lắm, khoảng 10-15% trong tổng số các anh chị tham gia, các anh chị sẽ gửi lời feedback. Nhưng mà các cái buổi mà mình làm việc với y bác sĩ lúc nào cũng nhận được rất là nhiều các cái chia sẻ, những cái lời nhận xét, những cái lời cảm ơn từ mọi người, rất là thích. Có cái này cũng hơi vui vui, không biết có tươi sáng không, nhưng mà vui. Có một đợt là làm tập huấn cho y bác sĩ ở trong giai đoạn đỉnh dịch, thì giữa một dàn rất là nhiều các cái feedback như là nhiều cảm xúc lắm, tức là các anh chị chia sẻ mà đọc rất là tình cảm, thì có một cái feedback mà đoán là chắc là của một anh bác sĩ nào đấy, thì anh gửi lại là cảm ơn hai cô giáo, giảng viên trẻ đẹp, nhiệt tình, tận tâm. Nhìn nó rất là giống đi massage luôn. Nếu mà bỏ chữ giảng đi đổi thành chữ tiếp á, là rất là hợp lý rồi.
Đó, thì nhận xét thấy cũng vui vui, nói đùa chứ tức là nó là một cái điều nho nhỏ mà nó rất là buồn cười nó xảy ra, nhưng mà mình nhớ rất là nhiều cái buổi tập huấn đó, những cái đợt tập huấn đó, tại vì các anh chị ở trong bệnh viện dã chiến rồi khu cách ly, các anh chị không có nhiều thời gian, nhưng mà mọi người dành 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ, mình không hiểu làm sao mà mọi người thu xếp được mọi người dành 3 tiếng đồng hồ để ngồi ở đó, và cái đợt tập huấn nó dài tới 3 ngày, lận 3 ngày cách ngày nhau, cho nên nó là một cái sự cam kết rất lớn và nó là một cái nỗ lực rất lớn. Thì những cái cảm giác, những cái cảm xúc của mình đó, trong cái việc là mình nhìn thấy cái nỗ lực của cái người tiếp nhận, người ta cố gắng vì họ và vì những người xung quanh, nó đẹp đẽ và nó có nhiều cái ý nghĩa, nó mang cái động lực ngược lại dành cho mình rất là nhiều. Thì chị tin là đối với các bạn mà làm tham vấn và trị liệu á, cũng có một cái cảm giác giống như vậy. Tức là mình nhìn cái sự tiến triển của thân chủ ngày qua ngày, nhận được cái lời cảm ơn của mọi người, cái những cái phản hồi, những cái sẻ chia của mọi người á, nó làm những cái động lực rất là lớn. Thì nó cũng đơn giản thôi, nó làm cho mình thấy biết ơn, mình biết ơn cái năng lực của mình biết ơn cái trải nghiệm mà mình có với họ, thì nó cho mình động lực để mình đi tiếp của mình. Không, cái đó chưa lắm. Ok, cảm ơn chị Tường Yên. Thì quý vị khán giả nhìn thấy đó, rất là trong mọi công việc, đặc biệt là công việc của tâm lý gia, thì một cái việc mình làm đó là sự chia sẻ, sự san sẻ. Thì cái ý nghĩa rất lớn đối với công việc của chúng tôi đó là sự ghi nhận. Sự ghi nhận, tôi đã nhận được rất nhiều, tôi cảm thấy an yên hơn, tôi cảm thấy thú vị. Và nhiều cái chương trình tôi thực hiện được một cái điều gì đó mà trước giờ tôi chưa từng làm được. Thì chính sự ghi nhận, sự tiến bộ của mình đó, của quý vị, của các thân chủ, sẽ là cái niềm động lực lớn nhất cho các tâm lý gia và những người làm việc trong công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần. Cũng ngay nhân dịp cuối năm rồi, và chúng ta ngồi lại với nhau với một câu chuyện nó đặc biệt, và nó với thời lượng nó khá dài một xíu, nhưng mà nghĩ là nó đáng để chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tiếp tục cùng với chúng tôi cho tới thời điểm này. Mặc dù ly rượu chưa hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những tâm tư chúng tôi đã dốc hết được một phần. Rất là vui vì mọi người đã tham gia cùng với Mi Podcast trong suốt hành trình vừa qua, và đây là thời điểm cuối năm rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã tham gia chương trình này, và hy vọng mọi người sẽ có một dịp Giáng sinh thật là vui vẻ cùng với gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.